Cuối cùng thì Đoàn Dự cũng đã đánh bại được Vũ. Lần này xuất quân không thành công, khiến hắn hơi thất vọng. Nhưng Vũ là kẻ có bản lĩnh, quyết không vì thế mà suy sụp. Lại nói về chuyện của Đoàn Thanh Diễm, nàng ta vì mấy câu nói của Trường Túc mà bỏ đi rất lâu không có tung tích. Trường Túc biết mình có lỗi, liền xin phép phụ thân đi tìm. Đang lúc tuyệt vọng thì phát hiện được tin tức từ một quán rượu dọc đường. Tại đây chàng còn gặp thêm một gã kiếm khách vô cùng đáng sợ. Liệu kẻ đó là địch hay bạn? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tập 13, mang tựa đề Diêm Vương Diện Lãnh Chiêu Hồn. Làn tử khí của y mạnh đến nỗi mà chàng chẳng thể rời mắt. Cả đám khách vãng lai cũng chăm chú nhìn theo. Quán rất đông, chỉ còn mỗi bàn của Trường Túc là còn trống một ghế. Kiếm khách đó từ từ đi tới, gã nhìn chàng một cái rồi gọi to: "Tiểu nhị, cho ta một bình rượu ngon và nửa cân thịt bò." Một số kẻ chỉ trỏ, lẩm bẩm trong miệng: "Tưởng thế nào, trông tướng mạo thế kia mà gọi có xíu thịt, thật là không đáng mặt hảo hán." Kiếm khách dường như nghe thấy nhưng cũng không nói gì. Chỉ có điều, cây kiếm trong bao sát khí ngày càng nồng nhiệt. Một lát sau có một đám người đi tới, tên nào tên ấy cực kỳ nghênh ngang hống hách. Một kẻ đến trước bàn của kiếm khách, chân hữu hắn dẫm lên ghế, nhẹ nhàng vỗ vào vai y một cái rồi nói: "Này hai vị quan khách, các ngươi có thể nhường trước bàn này cho huynh đệ ta được không? Bình thường cứ đến quán là bọn ta hay ngồi chỗ này." Kiếm khách không nói gì, vẫn cứ ngồi ăn tự nhiên. Tên kia nghĩ y khinh thường mình nên bực nổ đom đóm mắt. Hắn chẳng thèm lịch sự nữa, lấy tay đập mạnh vào bàn, khiến cả bình rượu và đĩa thịt bò bật tung lên cao. Trong một sát na, kiếm khách nhòi hai tay ra tóm đồ rồi đặt xuống bàn không một tiếng động. Thế rồi y lại tiếp tục xé tảng thịt bò, ung dung nhai một cách ngon lành. Tuy thấy kiếm khách thân thủ tuyệt cao, nhưng tên kia cứ tưởng giống mấy bọn làm xiếc nên không thèm để tâm, càng điên tiết giơ tay tát cho kiếm khách một cái. Một ánh kiếm chớp lên trần nhà, một cánh tay người rơi bịch xuống đất, kèm theo những tiếng thét kinh hoàng. Tên đó đã bị đứt lìa tay hữu rồi. Hắn rú lên rồi ngất lịm đi vì đau đớn. Cả bọn đi cùng sợ hãi, vội vàng chạy đến cầm máu cho hắn. Diệp Trường Túc đứng cạnh, chứng kiến rõ từng chi tiết, từ việc gã kiếm khách rút và tra kiếm vào vỏ. Thật là nhanh đến mức chàng không thể tưởng tượng nổi. Lũ kia điên cuồng lao đến tấn công kiếm khách. Kiếm khách ngồi yên trên ghế, trường kiếm lại tuốt nhẹ từ vỏ bao, y miết bảy đường kiếm, bảy tên gục xuống ngay tức khắc. Các nạn nhân ngã xuống, trên cổ bị điểm trúng thành một bạch nhỏ khoảng nửa tấc, mãi về sau huyết dịch mới tràn ra. Chàng từng luyện kiếm, lại một lần được chứng kiến phong thái của Trác Tiếu Nhiên, thế nên hiểu được sự khác biệt giữa hai kiếm thủ tuyệt đỉnh này. Nếu đường kiếm của họ Trác thanh thoát uyển chuyển, liên miên bất tuyệt, thì đường kiếm của kiếm khách này chỉ gói gọn trong ba chữ: nhanh, chuẩn và hiểm. Những tên đi cùng thấy đồng đội chết không kịp ngáp, đã sợ quá mà bỏ chạy tán loạn. Khách trong quán thấy cảnh tượng như thế cũng vội tản mát mà đi. Bàn ghế lộn xộn hết cả, riêng tên cụt tay sau thời gian ngất đi cũng đã tỉnh lại, cố gắng lết ra khỏi cửa. Bỗng nghe đâu đây có tiếng gió rít lên, một chiếc đũa cắm thẳng trúng huyệt Quyết Âm Du phía sau lưng, khiến hắn gục xuống không động đậy gì nữa. Giờ đây chỉ còn mỗi Diệp Trường Túc vẫn còn nán lại. Kiếm khách cất tiếng: "Tiểu huynh đệ không sợ ta sao?" Chàng tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Bản bối và tiền bối không thù không oán, có gì phải e sợ?" Y đột nhiên cười rộ lên: "Hay, hay lắm, ngươi đúng là một bậc hảo hán." Kiếm khách đó cầm bình rượu lên, rót đầy hai chén rồi nói: "Ta và ngươi vô tình gặp nhau chốn này, nòm hình dung ngươi rất giống một người ân công của ta, chứng tỏ cũng là cái duyên." Cạn chén, uống hết một hơi, Diệp Trường Túc chậm rãi cất tiếng: "Kiếm pháp của tiền bối quả thật là cao minh, bản bối rất khâm phục, xin hỏi người cao danh quý tính là gì?" Kiếm khách cười đau khổ: "Năm xưa ta danh tiếng lẫy lừng, chỉ cần nhắc đến cái tên là giang hồ đã sợ khiếp vía. Thế mà giờ đây..." Đột nhiên một luồng hàn quang phát ra, tay lão đã rút kiếm, trỏ về trước cột gỗ phía đối diện. Kiếm khí xô tới, bạch lên đó thành ba chữ thẳng tắp: "Lãnh Chiêu Hồn." Gã chợt hỏi: "Ngươi có biết cái tên này không?" Diệp Trường Túc lắc đầu,
thật là ngại quá. Vãn bối còn ít tuổi, lại không hay giao thiệp ngoài giang hồ, nên không được rõ. Nghe thấy câu này mặt lão nhăn lại rồi nói, cũng phải cũng phải, ta đã quy ẩn giang hồ tới gần chục năm rồi. Tiểu huynh đệ tên họ ra sao? Dạ vãn bối họ Diệp, tên hai chữ Trường Túc, người ở gần đây. Họ Diệp ư? Có lẽ chắc ta nhận nhầm rồi. Nhầm gì cơ? Trường Túc hỏi. Lãnh Chiêu Hồn đáp, không có gì. Cả hai nói chuyện thêm vài câu nữa thì chàng xin phép đi trước. Thêm 3 ngày vất vả tìm kiếm, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có thông tin gì. Buổi chiều hôm sau, trong lúc đang băng qua con đường vắng thì Trường Túc chợt thấy tiếng người huyên náo. Chàng vội đứng núp sau lùm cây, đưa mắt nhìn ra xa, thấy có một bóng dáng rất quen, chính là người kiếm khách vừa gặp hôm nọ. Xung quanh lão là một đám người khoảng 20 tên. Trường Túc nhận ra trong đây có một số kẻ đã xuất hiện ở quán trọ nọ. Chàng đoán rằng chúng đến đây để trả thù. Một tên đi tới, chĩa kiếm vào mặt Lãnh Chiêu Hồn. Gã hét lớn, ngươi là ai? Sao dám to gan hạ sát 8 tiểu đệ của ta? Ngươi có biết rằng ngươi đang đối diện với ai không? Lãnh Chiêu Hồn lạnh tanh đứng yên. Lão điềm nhiên cất tiếng, phái Thanh Thành thật là một lũ ăn hại, học nghệ chưa thông mà dám bước chân ra giang hồ, lại còn lớn tiếng phách lối. Ngay cả Bùi Dương Ân gặp ta còn không dám đứng thẳng. Các ngươi là cái thá gì? Kiếm của Lãnh Chiêu Hồn chưa ra khỏi vỏ, nhưng một làn tử khí lạnh lẽo như một đám khói lượn tới lượn lui, cuộn lấy cả đám người phía trước. Tên đứng gần bị sát khí bức tới toàn thân hơi run, kiếm trong tay rung rinh không ngớt. Hắn chẳng nói chẳng rằng, ung kiếm chém thẳng Lãnh Chiêu Hồn. Kiếm đó không phải là tệ. Thân hình họ Lãnh nhích ra, lướt lên phía trước, đâm ngay vào mạng sườn. Nghe choang một tiếng, hắn đỡ được chiêu kiếm đó. Kiếm đụng kiếm, không gian ngưng lại nửa giây. Kiếm của Lãnh Chiêu Hồn khẽ cong lên, quét ngang chọc ngay vào sống lưng đối thủ. Hai động tác tưởng hai mà một, nhanh tới mức không tưởng nổi. Khuôn mặt nạn nhân vẫn còn đang rạng rỡ, nhưng hắn đã chết. Chết đứng. Lãnh Chiêu Hồn đã thu kiếm rồi, còn đồng bọn mình thì không động tĩnh. Một kẻ chạy lại xem tình hình. Tên này hét to, tứ sư huynh, huynh có sao không? Nghe rầm một cái, thân hình vừa chạm vào đổ xuống luôn. Gã càng gào to hơn, tứ sư huynh chết rồi, huynh ấy chết thật rồi. Cả bọn thấy thế vô cùng sợ hãi, kẻ nào kẻ nấy run lẩy bẩy. Tất cả chỉ muốn cất chân chạy thật nhanh, nhưng chúng đang chờ một người. Bỗng có một kẻ từ từ bước ra, hắn có lẽ chính là người phải vế cao nhất trong số này. Gã chắp tay thành khẩn, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, thật là vô cùng đắc tội. Mọi chuyện vừa rồi, kính mong đại hiệp bỏ qua cho. Diệp Trường Túc nhìn vào kẻ này, đột nhiên mắt sáng lên. Chàng thầm nghĩ, chính là hắn, kẻ có vết chàm to màu đỏ bên má trái. Lúc này chỉ nghe Lãnh Chiêu Hồn cười rộ lên, bỏ qua ư? Lão chỉ tay xuống xác chết và nói, tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều phải theo hắn. Chỉ nghe vụt một cái, thanh kiếm trong vỏ bắn thẳng lên trời, rồi quay một vòng nằm gọn trong tay Lãnh Chiêu Hồn. Lão lăng không phóng kiếm, kinh phong tỏa rộng ra, xông thẳng đến đám người của phái Thanh Thành. Tên cầm đầu vội nhảy vọt về sau né tránh. Lãnh Chiêu Hồn đánh ra một thức kiếm xuất phong hầu, chớp mắt xác người nằm như ngả dạ. Chỉ duy nhất tên cầm đầu còn sống sót, hắn cố sức chạy trốn. Lão tung mình lên cao, bộ kiếm xuống thế tựa ngàn cân, quyết giết bằng được gã. Đường kiếm còn cách tên cầm đầu khoảng 3 tấc thì chợt đâu có một tiếng hét lớn, xin Lãnh tiền bối hãy dừng tay. Lãnh Chiêu Hồn đang ở trên không trung, vội thu kiếm lại. Lưỡi kiếm chưa chạm tới đầu, nhưng kình khí cũng làm cho gã rụng mấy chục cọng tóc. Làn gió khẽ thổi hiu hiu, bất ngờ từ từ rơi xuống trước mặt. Diệp Trường Túc tung người thi triển khinh công vọt tới. Chàng chắp tay đáp, xin tiền bối hãy khoan giết gã, bản bối có việc cần hỏi hắn. Lãnh Chiêu Hồn vốn có ấn tượng tốt với Trường Túc nên không muốn làm khó. Chàng tiến lại gần kẻ ấy, giơ bức hình kẻ thanh diễm rồi nói, ngươi có biết người con gái này không? Hắn nhìn trong giây lát rồi gật đầu ngay. Trường Túc gấp gáp hỏi, người đó giờ ở đâu? Hắn run bần bật, nếu tiểu huynh đệ có thể cứu mạng ta thì ta sẽ nói. Diệp Trường Túc không còn cách nào khác, đi tới gần Lãnh Chiêu Hồn và cất tiếng,
tiền bối có thể tha cho hắn được không? Lão đáp, không được. Trong đời của lão phu, ghét nhất là những kẻ ngây ngang, không biết tự lượng sức mình. Những loại như thế không nên sống trên đời. Chàng nghe thấy thế cả mặt thoáng lo, chưa biết làm thế nào. Lãnh Chiêu Hồn nói tiếp, thực lòng ta rất quý ngươi. Nếu ngươi có thể đỡ được ta 3 chiêu trong chiêu hồn đoạt mệnh thập tứ thức của ta, ngươi sẽ là ngoại lệ. Diệp Trường Túc không còn sự lựa chọn. Chàng đáp, vậy thì xin đắc tội với tiền bối. Cả hai lùi ra xa nhau. Lãnh Chiêu Hồn đưa chậm chậm thanh kiếm của mình lên cao. Đây là lần đầu tiên Diệp Trường Túc được tận mắt quan sát binh khí này. Nó sống khá mỏng và dẹt, khác hẳn với những thanh trường kiếm thông thường. Xung quanh được bao phủ một làn hàn quang lạnh lẽo. Một thức thượng nhật ngưng sử ra, khí thế hùng hồn, tưởng như mặt trời ló lên, mây đành ngừng trôi. Diệp Trường Túc cố trấn tĩnh tinh thần, tập trung hết sức. Làn kiếm quang phát xạ chói cả mắt, từng đường kiếm nhanh nhẹn không gì sánh kịp. Nhưng chàng cũng đâu phải hạng xoàng, kiếm của đối thủ có nhanh, nhưng Trường Túc cũng nhanh không kém. Tuy có loạng choạng, nhưng chàng vẫn đón đỡ một cách sòng phẳng. Lãnh Chiêu Hồn tiếp tục ra chiêu thứ hai. Chiêu này có tên là Vu Diện Tứ Sơn. Lần này kiếm pháp của lão huyễn ảo vô cùng, bốn mặt đều có ánh kiếm, lúc đâm từ phải, lúc lại ở sau lưng. Trường Túc không thể đoán định hướng kiếm tới, đành vụt lên không trung, lộn một vòng khua kiếm phá chiêu. Chỉ nghe những tiếng leng keng không ngớt. Chợt một đạo hàn phong quét qua, bên má trái thấy lành lạnh, thì ra đã bị kiếm của đối phương sượt qua da mặt. Lãnh Chiêu Hồn nói, tiểu huynh đệ khá lắm, đỡ nốt chiêu cuối của ta đây. Lần này họ Lãnh đưa chân tả bước lên một bước, trường kiếm cũng từ từ đưa lên. Nó phát ra những tiếng u u không ngớt. Trường Túc vẫn đang chờ lão xuất chiêu. Đó là thức thứ 7 trong chiêu hồn đoạt mệnh thập tứ thức, có tên là Tịnh Nguyệt Hoa Khai. Khi lão xuất thủ, đường kiếm lạnh lùng bí ẩn, không chút nào sát ý. Mà trên đời thứ gì càng như thế, càng phải hết sức thận trọng. Trường Túc biết vậy, đã rất đề phòng rồi. Nhưng không ngờ thân kiếm cong lên, khua tròn, đánh ra những chùm hoa kiếm. Chàng hoảng hốt vô cùng, cũng lấy kiếm chống lại. Nhưng hội ôi hoa kiếm lúc to lúc nhỏ, thật không cản nổi. Trong phút lúng túng, đánh bạo đâm bừa vào chính tâm hoa. Lạ thay đúng lúc chàng đâm tới, thì hoa kiếm biến mất. Trường kiếm của Lãnh Chiêu Hồn lướt qua trường kiếm của chàng, cùng đâm vào nhau, nhưng với tốc độ nhanh hơn. Lão dường như đã lường trước được chuyện này. Kiếm của Trường Túc còn cách người đối thủ chừng nửa đốt ngón tay, thì giữa ngực mình đã cảm thấy hơi nhói lên rồi. Những tưởng chàng sẽ bị thụ thương, thì họ Lãnh chợt ngừng lại. Lão cười lớn, khá lắm, khá lắm. Có thể phá được Tịnh Nguyệt Hoa Khai, thiên hạ không có mấy người. Không uổng công lão phu đã coi trọng ngươi. Khuôn mặt Diệp Trường Túc mồ hôi lấm tấm, chàng vội chắp tay cung kính, đã làm cho tiền bối chê cười rồi. Lãnh Chiêu Hồn không nói gì thêm, lão quay người rồi chậm chậm bước đi. Nơi đây chỉ còn lại 2 người. Trường Túc quát lớn, ngươi tên họ là gì? Tên cầm đầu thỏ thẻ nói, tôi tên Sử Nhan Thông. Thiếu nữ trong hình bị các ngươi bắt đi đâu rồi? Gã run run nói, đang ở tầm hoa trại, mau đưa ta tới đó. Sử Nhan Thông dạ vâng, rồi cả hai cất bước đi. Hắn dẫn chàng tới một nơi. Trời lúc này đã vào đêm. Sử Nhan Thông nói, người thiếu hiệp cần tìm đang ở trong đó. Diệp Trường Túc đáp, ngươi đi ở đây cùng ta. Gã chối đầy đẩy, không được, bên trong toàn là những kẻ có võ công cao cường. Nếu biết tôi dẫn thiếu hiệp tới đây, họ sẽ giết chết tôi. Chàng nghe thấy thế khá lo lắng, bởi Sử Nhan Thông bản lĩnh không phải là tệ, bình sinh lòng dạ lương thiện, nên cũng không muốn làm khó gã. Trường Túc đành bảo họ Sử chờ ở ngoài. Đi được 2 bước thì nghĩ bụng, tên này lòng dạ chưa rõ thế nào, nếu hắn chạy trốn thì biết tính làm sao. Chàng liền quay lại điểm huyệt, nhét dẹp vào miệng và lôi ra một góc khuất. Thế rồi Trường Túc thi triển khinh công, nhảy vọt lên nóc nhà thám thính một vòng, rồi phi thân vào trong, tóm được một tên thuộc hạ. Chàng lôi ra chỗ khác tra hỏi, rồi tìm ngay tới phòng trại chủ. Kẻ này tên Đơn Tiểu Dư. Diệp Trường Túc khoét một lỗ cửa, nhòm vào trong. Căn phòng khá tối, chỉ có ánh nến vàng lay lắt. Chàng đẩy nhẹ cửa vào, từ từ tiến lại gần giường ngủ, dí kiếm ở cổ Đơn Tiểu Dư.
Chẳng ngờ lúc ấy hắn mở mắt tỉnh dậy, làm chàng hơi giật mình. Đơn Tiểu Dư hất chiếc chăn mềm vào Trường Túc, rồi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường thủ thế. Hắn hét to: "Người đâu? Có thích khách?" Chưa đầy 20 giây sau, bọn thủ hạ của Tầm Hoa trại đã vây kín lấy cửa phòng. Đơn Tiểu Dư nói tiếp: "Ngươi là ai? Đêm hôm dám đến Tầm Hoa trại làm càn, chắc là chán sống rồi." Chàng không thèm đôi co với hắn, liền cất tiếng hỏi: "Tiểu cô nương tầm một tháng trước, các người dẫn đi đâu rồi?" Đơn Tiểu Dư cười khì: "Cô nương nào, ta không biết." Trưởng Túc quát: "Tên khốn kia, đừng có trôi nữa, gã họ Sử đã khai ra người, mau mau thành khẩn, nếu không ta san bằng cả chốn này." Họ Đơn càng cười to hơn: "Người đúng là một thằng ngốc, tại sao người lại không nghĩ gã lừa người?" Chàng thoáng phân tâm, quyền của Đơn Tiểu Dư đã đánh tới. Trường Túc ứng biến thật lẹ, đâm ra ngay một đường kiếm cực hiểm. Chàng muốn chế ngự hắn càng sớm càng tốt. Thế nhưng Đơn Tiểu Dư thân thủ không phải tầm thường, thảo nào mà hắn tự tin, bảo bọn thuộc hạ cứ đứng ngoài bao vây. Hai người trao đổi qua lại khoảng chục chiêu, thì chợt đâu trong gió có tiếng rít mạnh, ba ngọn phi tiêu hình răng cưa sáu cánh thình lình lao tới chàng. Do khoảng cách quá gần nên Trường Túc phải tận lực né tránh, lộn một vòng khua kiếm chém nát từng ngọn. Những mảnh ám khí bị xẻ đôi bay ra, cắm vào tường nhà nghe ầm ập. Chàng hét lớn: "Người đúng là tên bỉ ổi, dám làm trò hèn hạ này với ta sao?" Trường Túc bực tức lao lên, dốc sức quyết hạ gục hắn. Quả nhiên Đơn Tiểu Dư chịu không nổi, trên người bị chém tới 4 nhát. Bất ngờ một thức trinh nhân đạp nguyệt trong nhất tượng kỳ lần tung ra, thân hình Trường Túc phiêu bồng kỳ ảo. Đơn Tiểu Dư đỡ không nổi, bị đánh văng ra, người đập vào góc nhà gục xuống, miệng học ra một ngụm máu. Bọn thuộc hạ lập tức ùa vào, lao ra tấn công chàng. Những tên này tuy đông nhưng võ công tầm thường, làm sao làm khó được Trường Túc. Trong chốc lát, hơn một nửa bị chém gục. Những tên còn lại sợ uy thế của chàng, không dám tiến lên, mặc cho Đơn Tiểu Dư ngồi đó gào thét. Trường Túc từ từ đi đến, xem thực hư thương thế của hắn. Chàng bị hắn phong ám khí nên cẩn trọng vô cùng, chĩa kiếm vào họ Đơn và nói: "Giờ không ai cứu được người nữa đâu, mau khai ra chỗ ở của tiểu cô nương kia." Khuôn mặt của hắn vẫn lạnh tanh đáp: "Cô ta đã chết rồi, người có giết ta cũng chẳng thay đổi được đâu." Diệp Trường Túc dĩ nhiên không tin. Chàng đưa mũi kiếm vào đúng giữa yết hầu của hắn rồi ấn mạnh: "Ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói thì mạng của ngươi hôm nay ắt không thể giữ." 1, 2. Diệp Trường Túc chưa cả kịp nói tới chữ ba, họ Đơn đã run lẩy bẩy đáp: Tôi khai, xin đừng giết tôi. Nàng ta đang ở sau lưng ngươi đó." Gã vừa nói đến chữ ở là ba ngọn phi tiêu sáu cánh lao đến tấn công chàng. Dù đã phòng bị nhưng chỉ một phút lơi lỏng, Trường Túc chỉ né được hai ngọn, ngọn còn lại lướt qua cánh tay phải của chàng, làm rách một đường. Diệp Trường Túc bình thời ít lăn lội giang hồ nên không nghĩ rằng thiên hạ lại có kẻ bị ổi tột cùng như thế. Chàng đưa cánh tay lên xem vết thương, thấy chỗ đó nhanh chóng xuất hiện máu đen rỉ ra, hiển nhiên đã bị trúng độc. Biết không thể lưu lại nữa nên thi triển khinh công vọt đi thật nhanh. Bọn thuộc hạ của Tầm Hoa trại vội chạy đến hỏi thăm Đơn Tiểu Dư. Hắn tức giận đưa tay ra, ta cho tên gần nhất một nhát và nói: "Đúng là lũ ăn hại, mau theo ta đuổi theo gã thích khách kia." Diệp Trường Túc chạy được một đoạn thì cảm thấy hơi thở mệt nhọc, kinh mạch trong người tưởng như tắc nghẽn. Chàng vội dừng chân, ngồi nghỉ tại một ngôi miếu hoang. Đang ngồi vận công trục khí thì chẳng mấy chốc bọn người của Tầm Hoa trại đã đuổi đến nơi. Đơn Tiểu Dư lớn tiếng nói: "Khí số của ngươi đã tận, tội gì phải nhọc tâm chạy trốn. Liệu Trường Túc có thể thoát nạn hay không? Hay ai sẽ giúp chàng?" Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tập 14 mang tựa đề Thần Kỹ Kỳ Đào.